Hưởng ứng chuỗi hoạt động tử tế vì môi trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ triển khai nhiều việc làm ý nghĩa nhằm kêu gọi cán bộ, hội viên và người dân nâng cao nhận thức, chung tay tạo dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp. Những ngày qua, các chị em hội viên phụ nữ phường Hòa Thọ Đông thay nhau chăm chút vườn hoa, rau xanh tại trường tiểu học Trần Nhân Tông. Tận dụng khu đất trống trong khuôn viên nhà trường, các chị em chi hội rủ nhau dọn dẹp trồng một số loại rau và hoa tạo thành khu vườn xanh của bé. Với mô hình này, các chị mong muốn những ngày sắp đến, các em có nơi để trải nghiệm chăm sóc cây rau, cây hoa, từ đó thêm yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tại tuyến đường Cẩm Bắc 7, hàng trăm chậu hoa các loại được các chị em chi hội phụ nữ số 6 bày biện bắt mắt và trở thành tuyến đường hoa của khu dân cư. Cùng với việc thay nhau chăm bón, tưới nước, các chị còn thường xuyên vận động người dân dọn dẹp vệ sinh khu phố, phân loại rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa để bảo vệ môi trường. Việc xây dựng mô hình tuyến đường không rác mà tôi đã xây dựng ở năm trước, thì năm nay chúng tôi tiếp tục vận động hội viên, người dân xây dựng nó thành tuyến đường hoa, cây cảnh. Kinh phí mà để thực hiện thì chúng tôi vận động trong cái hội viên phụ nữ, người dân cộng với cái nguồn quỹ từ thu gom rác thải của mô hình năm trước. Chúng tôi kỳ vọng rằng ngày càng sẽ có nhiều những vườn hoa, cây xanh, những tuyến phố văn minh, sạch đẹp như thế được phát triển và đặc biệt là phải được duy trì thường xuyên, liên tục và được xã hội hóa thực hiện. Những việc làm ý nghĩa của các chị em phụ nữ phường Hòa Thọ Đông đã và đang tạo sức lan tỏa về ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan khu phố. Đây là những phần việc thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 90 hành động vì an toàn của phụ nữ và trẻ em chào mừng 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.